Hello, chào tất cả mọi người. Chúng ta lại quay lại với một video tiếp theo. Và video này sẽ tập trung vào 5 loại brush thông dụng khi vẽ digital, hay là chúng ta có thể thu gọn lại là vẽ background, environment trong digital painting. Thì bởi vì mình chỉ có thể chia sẻ ở cái thế mạnh của mình thôi, trên góc nhìn và kinh nghiệm của mình không thể chia sẻ nó rộng ra được. Rồi ok, tới video hôm nay thì phần đầu tiên chúng ta sẽ phân loại 5 loại brush và chúng ta sẽ đi từng loại brush một và để xem tác dụng của nó là gì, cũng như là mình sẽ phân tích như thế nào để cơ bản các bạn nắm được một mức độ nào đấy, cơ bản nào đấy để ít nhất là khi các bạn vẽ thì các bạn rất là tự tin biết cái cây này để làm gì, trường hợp này thì nên sử dụng cho cái cây nào, cái loại thể loại brush nào, và mình sẽ cố phân loại nó làm sao cho nó dễ hiểu và theo cái cách của mình, theo cái kinh nghiệm cũng như là hiểu biết của mình. Rồi ok, thì trước khi vào video thì mình sẽ có một vài câu hỏi để các bạn tự vấn bản thân xem là các bạn đã gặp những cái trường hợp này chưa. Ví dụ như là đơn cử ở đây, mình sẽ bật cái bảng brush lên, thì mình sẽ có một số brush như này. Thì đây là một brush mình mới mua về. Cái brush này đâu đó, bộ brush này đâu đó khoảng $5, $5 hay đâu đó khoảng trăm mấy. Thì như các bạn thấy thì thường một bộ brush như này á, chúng ta thấy những artist ở trên trên mạng ha, mình những artist mà mình rất là hâm mộ và mình thấy họ vẽ bức tranh rất là đẹp. Sau đó mình quyết định là mình sẽ mua brush của họ về. Sau khi mua về thì nó cả một đống thế này này. Đây là ít lắm rồi nha, có những bộ thì tận cả trăm brush và mình không hề biết nó dùng để làm gì, nó như một cái đống hồ lốn ấy. Cái cây này vẽ cũng không ra, cây kia vẽ cũng không ra, vẽ cây nào cũng không ra hết. Vẽ nó như một cái, nói chung là không ra một cái hệ thống gì, trong khi tại sao mà người ta vẽ được như thế, vẽ đẹp như thế. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình, tại sao, lý do nào nó lại như vậy, hay là đơn cử thôi là những bộ brush cơ bản chúng ta không biết dùng nó để làm gì cả. Và kinh nghiệm của mình từ lúc mình mới học cũng vậy, mà mình vẽ không thể nào ra được, nó rất là xấu ấy, là kỳ cục đó. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ góc mình cho mình để làm sao các bạn vượt qua được cái giai đoạn đó, là kiểm soát được những cái công cụ cũng như là brush, để các bạn có thể lược bớt cho mình cái khoảng thời gian mà mình phải phân vân để sử dụng brush nào, rồi mình phải mua brush gì, hay là phân loại nó ra sao, để các bạn tập trung cho những giai đoạn sáng tác, tập trung cho những cái giai đoạn mà nó đem lại nhiều cái giá trị hơn. Còn cái công cụ này mình nói thật, nó chỉ là cái công cụ thôi, nên là mình cố gắng mình học càng nhanh, mình được chia sẻ càng càng nhanh, càng nói chung là lướt qua nó càng nhanh càng tốt, làm chủ nó càng nhanh càng tốt. Rồi ok, thì 5 loại brush cơ bản thì mình sẽ chia theo cái cách của mình nhá. Nó sẽ không có cái tiền lệ nào, mình sẽ chia theo cách của mình. Rồi ok, cái phần đầu tiên, 5 loại brush thông dụng, và mình nói một artist hay là các bạn làm thuần về digital, mình sẽ không nói khi các bạn vẽ tay, các bạn vẽ giấy, các bạn sketch trên sketchbook. Bởi vì đối với mình, một background artist, thì cái chuyện sketch với mình rất là quan trọng. Mình sẽ phải có một quyển artbook và sau đó mình sẽ sketch những cái cấu trúc. Ví dụ như là mình sẽ sketch một cái tủ ha, để mình phân tích thử xem, đây là cái tủ ba cạnh. Ở dưới nó có một cái ngăn kéo, ở trên nó có một cái ngăn kéo nữa, trên có một ngăn kéo nữa, ở trên thì nó sẽ có cái diện bên trên này, nó có cái diện độ dày phía cùng cái này, đúng không? Diện độ dày thì trên phần này thì nó sẽ có một cái tay nắm chẳng hạn, một cái tay nắm chẳng hạn, một cái tay nắm ở đây. Rồi bên cạnh bên này thì có thể có một cái bàn chẳng hạn, một cái bàn tròn vuông thì bao giờ nó cũng phải có độ dày đúng không? Rồi nó có thể có ba cái chân, một chân này, hai chân này, ba chân này. Đó, rồi bên sau thì mình sẽ có phần góc tường, như cái bàn này để sắt tường nhỉ. Rồi cái chân tường thì nó sẽ nằm ở đây. Rồi ở trên này thì có một cái bức tranh chẳng hạn, một cái bức tranh vẽ một cái đồi núi, trên này có một cái mặt trời, vài cái đám mây. Ok. Rồi phía bên này thì mình sẽ có một phần ốp tường ha, mình sẽ ốp cái tường này lại. Ví dụ đây là phối cảnh hai điểm tụ ha, tụ trái và tụ phải, mình có thể phát vào những cái điểm này. Ừ.
Đấy, tủ trái và tủ phải. Rồi ở dưới này thì mình sẽ có một cái miếng thảm sàn chẳng hạn. Thì tủ so với tủ bên này thì nó sẽ tủ qua đây, đúng không? Rồi, thảm sàn thì nó sẽ dừng ở khoảng này. Rồi, mình sẽ sketch cái phần bóng của nó. Rồi, các bạn nhận ra cái vấn đề chưa? Thì đầu tiên đối với mình đó là mình phải có một cái brush để chuyên để sketch. Và cái tác dụng của sketch là gì thì mình sẽ không nói nhiều trong cái video này. Đó. Mà mình sẽ khẳng định nó là rất là quan trọng. Vẽ background hay gì, đầu tiên chúng ta phải sketch. Sketch để chúng ta định hình được cái ý tưởng lên cho mình những cái view tổng thể, sau đó mình mới blend màu chứ, đúng không? Ví dụ mình phải phát ra cái tủ như thế nào, sau đó mình blend màu lên, đúng không? Rồi ok, thì loại brush đầu tiên thì mình sẽ khẳng định đó là brush sketch. Brush chuyên để sketch. Thì brush chuyên để sketch thì nó thế nhỉ? Thế nào? Brush chuyên để sketch thì theo mình chúng ta nên sử dụng những cây brush mà nó để lại cái chất liệu nhám nhám như này. Có nghĩa là nó mang lại cho mình cái cảm giác giống như là mình vẽ một cây bút chì hay là một cây diễn họa kiến trúc vậy đó. Nó sẽ đem lại cho chúng ta cái cảm giác mà chúng ta đang cầm ở trên tay một cái cây bút chì. Một cái cây gì đó đem lại cho mình cái cảm giác nó thuận tiện, nó thân thuộc. Đó, như các bạn thấy, ví dụ cái cây này nó rất là kỳ lạ đúng không? Hình thù nó rất là kỳ lạ. Nó trong khi cây brush nó dài như thế này mà khi mình vẽ ra nó chỉ có một cái điểm ở đây thôi. Thì đó là đây là cây brush mình rất là quen tay và mình rất là hay sketch cái cây brush này. Thì mỗi người sẽ có một cái cảm giác khác nhau đúng không? Mỗi người sẽ có một cái phong cách khác nhau. Có những cây khác, ví dụ mình để ở khu vực này, ví dụ mình có cây này nó rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái nét thôi, nhưng mà khi cái nét ra các bạn thấy nó nhám và nó đem lại cái chỗ cái độ gọi là sần sùi giống như là khi mình sketch bằng bút chì vậy đó. Ví dụ mình qua bên này mình đang sketch dở bằng những cái cây brush này đấy ha. Đợi mình sẽ sketch vào những vị trí này như các bạn thấy. Rồi sẽ sketch này, bên này là cái lề đường nè ha, lề đường nè. Rồi ở đây để đường có một xíu phân độ dày. Rồi trên này thì mình vẽ vài cái ô gạch chẳng hạn ha. Thì thường thì mình hay sử dụng cái cây này rất là thoải mái. Ví dụ như vậy ha. Rồi những cái cây khác ví dụ như là giờ ví dụ mình sketch khu vực này chẳng hạn, mình sẽ sketch cho mình cái cửa. Mình sẽ demo theo cái dạng mẫu cửa như thế này, vẽ mọi thứ nó cũ kỹ như thế này. Thì tí nữa mình sẽ hoàn thành cho các bạn những cái bạn này dựa trên cái bạn mình đã sketch nó sẽ có cái quy trình giống như thế nào. Nó sẽ hiện thực chứ không phải là mình sẽ không nói kiểu kiến thức suông suông. Mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Thậm chí những cây brush này các bạn có thể vẽ cả một bài thật. Đôi khi thì có thể như thế thật đấy, để cả một bài. Nhưng mà mình vẫn cố tách cho mọi người để làm sao mọi người thuận tiện nhất, để chúng ta nhanh nhất có thể tạo ra được một cái sản phẩm trực quan. Có nghĩa là mình phải thấy được, mình phải sờ và nắm được nó, mình phải thấy nó một phiên bản hoàn thiện hả? Để mình có thể tự tin hơn, mình có thể có nhiều cái cảm hứng hơn và mình tin vào bản thân mình hơn, à là mình có thể tạo ra được một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Dựa trên cái kỹ năng của mình, là mình ít nhất là mình nuôi dưỡng cái sự tự tin hay là cái đam mê của mỗi ngày mình, đúng không? Để mình không có, các bạn sẽ không kiểu vì những cái điều rất là nhỏ nhặt như này mà chúng ta kiểu như là chúng ta bị gọi là bị sao nhỉ? Bị ảnh hưởng ha, bị ảnh hưởng về cái tinh thần của mình hay là cái động lực của mình bên trong cái đam mê của mình ha. Nó không có đáng, nó thực sự là nó không có đáng đâu. Rồi cái cây này các bạn thấy. Rồi mình sẽ phát cái line của cái cửa chẳng hạn nào. Rồi mình phát những vị trí này, phát đây ha, những cái độ dày. Rồi ở trên này thì mình có cái khung cửa, khung cửa hình vuông. Rồi những cái độ dày cho nó. Đây mình chỉ phát sơ thôi ha, mình định hình thật là nhanh cho mình cái khung thôi. Còn cái góc nhìn như thế nào là vừa phải thì đó là cái định hình của mỗi người. Các bạn có thể sketch kỹ.
các bạn có thể sketch nó đơn giản, tùy các bạn. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận hay là có một cái kết quả khác nhau, tạo ra những cái góc nhìn khác nhau. Rồi, ở đây mình có một cái cây này nữa, ví dụ cây thì mình sẽ lưu cái thông số của nó, ghi tên nó là này là cái bút chì nhá. Ví dụ như là cây brush cơ bản đi, ví dụ cây brush này đi, thì như các bạn thấy thì mình sẽ phải mix nó, vì cơ bản ban đầu á nó là một cây brush tròn thôi. Nhưng mà khi các bạn mở lên này, mình có tích vào thứ nhất là ô texture, thứ hai là mình tích vào ô OSA để cho nó có cái cảm giác bút chì nó kiểu như thế này nè. Nó có cảm giác nó kiểu như thế này, cảm giác giống cái bút chì, đúng không? Này, khi mình phát lên này, cảm giác nó rất là thân thuộc ấy nha. Rất là thân thuộc khi mình phát nó. Đợi ví dụ mình phát những cái vị trí này ha, mình phát cục đá chẳng hạn. Rồi đây là những cái đá lót nền thì mình cũng sẽ phát bằng cây này được ha. Quan trọng nhất của cây này là cái gì? Đó là cái sự quen tay ha. Các bạn cảm thấy thoải mái khi các bạn vẽ ha. Mình phải cảm thấy thoải mái thì mình vẽ nó mới hiệu quả được. Hiệu quả được nghĩa là mình phải kết nối được với cây brush đấy. Cái việc cái để ý cái cảm giác của mình rất là quan trọng ha. Có một tụ phía trong này nè, tụ ở đây nhé. Mình sẽ phát ở trên những cái điểm tụ này thì cái phối cảnh của mình nó sẽ chỉnh chung này này, thì có những cái vô gạch. Rồi tí nữa mình sẽ blend thử cho các bạn xem những cái bài nhỏ nhỏ như thế này ha. Rồi đây là cái brush cơ bản đầu tiên, brush sketch. Rồi mình thử trong này đi ha, trong này có một vài cái, ví dụ cây này đi ha, nó cũng đem lại cảm giác khá là tốt này, bạn thấy nè, cái nét nó rất là freestyle, rất là khá là hiếm ấy, phải nói là khá là hiếm mà đem lại cho mình cái cảm giác mà một cây sketch nó có thể đem lại như này. Mình sẽ gắn trong phần video mô tả ha, mô tả video một vài cây brush để các bạn cảm nhận thử xem sao. Những cái cây mình sử dụng trong video này, và mình mong là các bạn không có share linh tinh ha. Nếu các bạn thấy thì giống như là mình may mắn ha, gặp được một cái điều may mắn hay là điều gì đấy thú vị trong cuộc sống thôi, thì các bạn dùng nó ha, cũng đừng share linh tinh quá ha, cứ sử dụng cho bản thân mình là được. Các bạn thấy ban đầu thì nó sẽ khá là khiến khó kiểm soát một chút, nhưng từ từ thì các bạn sẽ quen thôi, bởi vì các bạn thấy nè, mình sử dụng được thì chắc chắn các bạn cũng sẽ sử dụng được thôi, không có gì khó cả, đúng không? Trước khi sketch thì các bạn sẽ phải quan sát cho mình một vài cái phần quan trọng ở khu vực này, đó là cái phần shape dynamic ha. Thông thường thì sketch thì mình sẽ để shape dynamic thì mình kéo về 0%. Cái này là vấn đề đầu tiên mà các bạn phải quan tâm. Thì cái brush các bạn sẽ có cái đầu nhọn như thế này, giống như là khi các bạn vẽ bút chì cũng thế thôi. Lúc các bạn cầm bút chì thì cái bút chì nó to, nhưng mà khi mình vẽ ra mình bao giờ cũng phải vuốt nhọn hết, không bao giờ mình để cái đầu nó tù mà sketch cả, nó sẽ không thể đẹp được đâu, nó không thể nào đẹp được, never hả. Rồi phần thứ hai các bạn phải để ý, đó là cái driver của bạn Wacom của mình, mình phải tận dụng được hết lực nhấn của nó. Thì các bạn thấy thì đôi khi chúng ta mua cái bảng về, chúng ta cứ để ý cái phần lực nhấn, nhưng mà trong khi đó chúng ta không có tận dụng được hết cái phần lực nhấn của nó. Vậy thì chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Rồi mình mở cái driver của Wacom lên. Driver Wacom.
Máy mình thì xài Wacom nên là mình xài Wacom tablet, nên là mỗi bảng sẽ có một cái dòng bảng, sẽ có những cái phần cài đặt khác nhau. Gamon cũng thế, hay là XP Pen thì cũng sẽ có những phần cài đặt tablet của nó như thế này. Thì cái phần lưu ý nhất theo mình là trong cái bảng này á, đó là các bạn xem cái phần tip feel cho mình. Tip feel giống như là cái cảm giác, cái lực nhấn của bài. Thì đối với mình thì ban đầu á, khi mới mua về á, trước đây rất là lâu, khi mình mới bắt đầu vẽ thì mình sẽ để nó khoảng giữa, thì mình không có biết. Rồi sau này mình mới được hướng dẫn lại, đó là mình phải tăng lên, tăng cái lực nhấn đi. Thì bây giờ mình đang xài maximum rồi, mình đã quá quen rồi. Thì mình nghĩ là các bạn có thể thử cái này. Có nghĩa là ban đầu thì mình vẽ giống như thế này nhá. Mình sẽ để mình vẽ thử này. Rồi, cái brush của mình nè, là mình vẽ nè. Các bạn để ý thấy là cái nét nó to đùng thế này. Vậy thì khi sketch ấy, thì mình sẽ phải để rest rất là bé và mình phải để nó nhỏ như thế này. Ha. Thì đối với các bạn sử dụng bảng Wacom ấy, thì nên tận dụng nó. Ha. Mình đã mất công mua bảng thì mình phải sử dụng làm sao cho nó gỡ vốn chứ, đúng không? Đáng đồng tiền bát gạo chứ. Nếu còn những cái bạn mà sử dụng bảng sử dụng chuột ấy, thì các bạn có thể để nhỏ cái brush như thế này, các bạn sketch cũng được. Ha. Cũng được. Thì tùy mình tình hình thôi. Với khi mình chưa có điều kiện thì mình có thể làm quen trước. Sau này chắc chắn các bạn cũng sẽ mua bảng thôi, nếu mà các bạn theo đuổi con đường này lâu. Các bạn không thể nào vẽ những bức background mà chà bá như thế này mà các bạn dùng chuột được. Mà tạ nó thực sự là nhìn nó theo đuổi nó theo cái hướng chuyên nghiệp thì không có. Mình chưa gặp cái dị nhân nào như thế làm việc với team của mình mà dùng chuột, chắc là mình đá mất xác luôn đó. Rồi. Bạn phải lưu ý đó là Wacom tablet. Thì các bạn bắt đầu có thể làm quen là mình nâng lên một mức. Rồi, bây giờ thì cái brush của mình nó sẽ lực nhấn nó sẽ nhỏ hơn một tí rồi này. À, nhỏ hơn một tí rồi. Thì bây giờ mình tăng nó lên xíu nữa, lên cái điện mốc ở đây. Rồi, các bạn thấy cái nét bây giờ nó lại bé hơn một tí nữa này. Thấy không? Rồi, bây giờ mình tăng maximum. À, giờ mình nhấn không có lên luôn, bởi vì lực nhấn nó nhẹ quá đó. Các bạn thấy không? Vậy thì cái bài của mình nó sẽ rất là nhấn nhá, rất là thoải mái. Chỗ này mình muốn nhấn một tí, chỗ này mình muốn nhạ một tí, chỗ này nhấn nét to, chỗ này nhạ nét bét bét tí. Vậy thì cái nét của mình sẽ rất là sinh động ha. Chỗ này mình muốn nhấn nó mạnh nè, rồi chỗ này mình nhạ cái nét bét tí nha. Ha. Thì mình không phải mất quá nhiều thời gian để gọi là quan tâm tới cái việc là mình phải phóng to cái brush hay là thu nhỏ cái brush, nó làm cho cái thao tác của mình nó nhanh hơn. Rồi, ok, thì đầu tiên là brush sketch. Nó phải đem lại cái cảm giác đó là một cây bút chì. Nó phải có chất liệu nhám ở trong đấy. Tiếp theo là nó phải thoải mái cho các bạn vẽ. Nó phải rất thoải mái cái tay các bạn. Và cái nét nó đơn giản thôi. Nét nó làm sao đơn giản basic như thế này thôi. Nó chỉ đơn giản là một cái bút chì. Các bạn cứ hình dung là một cái bút chì chúng ta phát ở trên một tờ giấy để thôi. Rồi, ok, đầu tiên là cây brush sketch. Các bạn có thể đưa nó vào những vị trí brush nó quan trọng. Các bạn có thể đưa nó lên những phần trên đầu này. Thì mình hay sử dụng là chế độ Stroke Tumble. Là các bạn có thể vào đây. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng ở chế độ này. Là chế độ cơ bản của nó là Small Tumble hoặc là Layer Tumble. Thì đây là cái view cơ bản của Photoshop hoặc là Clip Studio Pen gì đó thì mình không có biết. Nhưng mà cơ bản thì phần cài đặt thì nó sẽ có thông số giống như thế này. Thì nhiều bạn tò mò tại sao mình thấy được cả cái nét mà cả tên của brush, cả hình dạng nó tạo ra. Thì các bạn có thể nhấp vào phần vòng xoay, các bạn chuyển về nó ở chế độ là Stroke Tumble. Thì các bạn sẽ thấy được cái số liệu của brush, hình dáng của nó cũng như là cái đường nét của nó tạo ra trên bề mặt thực tế. Nó có hình dáng như thế nào. Rồi, ok, chúng ta tới với bộ brush thứ hai, đó là brush basic. Chúng ta sẽ tới với số 2, đó là brush basic. Rồi, ok. Hello. Chúng ta lại quay lại với phần thứ hai, đó là brush basic. Thì brush basic theo khẳng định, theo định nghĩa của mình, đó là cái gì? Đó là chúng ta có bộ brush cơ bản của Photoshop. Thì theo mình đó là những cây brush nó basic. Nó là những cái cây brush mà chúng ta có thể sử dụng nó rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Từ
gọi là từ những cái phần cơ bản nhất cho những cái kỹ năng nâng cao nhất. Theo mình ấy, bộ brush basic hoàn toàn có thể từ doanh nghiệp dư cho tới dân chuyên nghiệp. Không phải lý do gì mà tự nhiên Photoshop nó lại tổng hợp một số cây brush basic nó giống như thế cả. Nó có lý, theo mình thì nó có lý do của nó cả. Và sau này mình vẽ rất là nhiều năm thì mình nhận ra chỉ cần bộ brush basic mình có thể vẽ ra một cái background hoàn thiện với chất lượng tương đương những cái chất lượng rất là cao so với những công việc mình đang làm. Nhưng mà cơ bản ban đầu thì khá là khó khăn khi sử dụng nó nên mình phải công nhận. Bởi vì cái giai đoạn mới bắt đầu vẽ với mình á, cái bộ brush basic là một cái gì đó rất là khủng khiếp. Và gần như là mình chỉ dùng được 2 cây thôi phải nói là như thế. Rồi trước khi mình có bộ brush basic thì bây giờ mình đã có bộ brush này. Nhiều bạn sẽ thắc mắc làm sao để mình quay trở về bộ brush basic của mình được. Bởi vì khi mình load bộ brush rồi thì mình sẽ bị mất bộ brush basic. Thì giờ mình phải làm sao để lấy lại nó, reset lại. Thì các bạn phải tiếp tục vào phần vùng cái chỗ điều hướng này ha, cái viêm xoay này. Các bạn vào chỗ reset brush ha. Reset brush có nghĩa là nó sẽ reset lại. Giống như khi chúng ta bấm nút reset máy lại đó, nó sẽ khởi động lại ha, quay về cái trạng thái ban đầu. Rồi reset brush thì các bạn sẽ ấn OK. Rồi, sau khi OK thì nó sẽ load cho chúng ta lại bộ brush cơ bản như thế này. Rồi, các bạn thấy hình dạng nó quen không? Quá quen đúng không? Quá quen. Các bạn thấy hoang mang không? Hoang mang, quá hoang mang. Các bạn thấy sợ hãi không? Quá sợ hãi. Mình cũng rất là sợ hãi khi mình nhìn lại cái đống brush này. Bởi vì mình có thể mình đã ám ảnh nó rất là nhiều khi mà mấy năm đầu mình luyện tập trong cái môi trường. Hồi mình đi học. Mình đã bắt đầu luyện tập vẽ background từ năm 2 rồi. Và hồi đó anh rể mình là một background artist vẽ chuyên cho anime. Nên từ hồi đó mình đã nuôi dưỡng cũng như là luyện tập từ những cái năm nhất năm 2 bắt đầu lọ mọ rồi. Cái đến điều hướng thì các bạn sẽ chuyển về chế độ Stroke Tumble giống như hướng dẫn lúc nãy ha. Stroke Tumble thì ok, bây giờ mình đã cơ bản mình đã thấy hình dáng của brush nó xem như thế nào. Thì cây brush cơ bản thì nó sẽ giống những cây brush tròn như thế này Rồi chúng ta không biết vẽ mô tê gì luôn. Tin mình đi, trừ khi những cái bạn nào có căn bản hay là bạn có năng khiếu lắm thì các bạn mới có thể thịt được mấy cây brush này khi mới học thôi. Còn không thì nó cứ như thế này. Bây giờ các bạn vẽ bây giờ mình vẽ một cái ngôi nhà. Rồi mình vẽ vào Nova City. Để đậm thì nó lại đen thui, mà để mỏng thì nó cứ bị loang lổ thế này, biết phải xử lý nó như thế nào luôn á. Thực tế vẽ nó cứ lem ngoem thế này, mình để ý rất là nhiều bạn vẽ nó bị lem ngoem thế này đúng không, chạy đâu được đúng không, nên nó sẽ kiểu bị lem ngoem, rất là khó kiểm soát nó. Và mình công nhận điều đấy, nó rất là khó khăn khi mà chúng ta mới bắt đầu. Đây là cái brush cơ bản. Thời điểm đó đầu thì mình chỉ sử dụng được 2 cây, đó là một brush tròn. Thứ hai đó là cây brush hình con chó. Đối mình cái hình này hình giống hình con chó vậy đó này. Ở đây nó có cái đầu, hai cái mắt này, ở đây cái mỏ, cái miệng bên trái này, ở dưới nó có cái chân, trên góc bên phải nó có cái đuôi. Rồi, thì cái cây này mình hay sử dụng nhất. Rồi, sau đó mình thêm cái shape dynamic thì mình có thể sử dụng nó để vẽ như thế này. Hoặc là những cái cây ở đây có một vài cây cơ bản thực ra vẫn xài được nha, vẫn xài được. Ví dụ như là cây này, hồi xưa dùng cái cây này kinh điển luôn. Hồi xưa dùng cây này để vẽ cỏ. Cái kinh điển vẽ cỏ nhìn phát ra ngay, đúng không? Nhưng mà các bạn để ý thấy không? Khi mà mình mới mở cái này, ủa sao tự nhiên nó có nhiều màu đấy nhỉ? Rõ ràng mình chọn màu xanh mà, sao nó ra nhiều màu đấy? Why? Vào cái phần F5 cho mình. Nó bởi vì nó tích vào ô Color Dynamic nè. Các bạn tắt Color Dynamic cho mình. Rồi, nó sẽ trở lại một màu thôi. Thì các bạn biết đấy, khi chúng ta sử dụng bất kỳ thể loại brush nào, chúng ta đều phải nắm được công cụ của nó. Có nghĩa là mình phải làm chủ được nó, mình phải control được nó. Một là mình làm chủ nó, mà hai là nó sẽ đè đầu cưỡi cổ các bạn đấy. Tin mình đi. Nó sẽ đè đầu cưỡi cổ các bạn và làm các bạn stress nữa, gọi là rối tung lên, chưa vẽ được cái gì mà các bạn đã phát điên vì bộ brush rồi. Ví dụ lá, chúng ta sử dụng cái lá kinh điển này,
Mình không ngờ là mình dùng nó trong cái background về Shinkai Makoto luôn đấy. Cái năm xe cái gì nhỉ? Cái khu vực ngôn từ hóa ra người ta dùng cái brush lá này các bạn ạ. Vãi linh hồn thôi. Đó. Người ta vẽ ra brush lá này. Nhưng mà các bạn sẽ để ý là các bạn vẽ nó sẽ rất là bị flat. Đó, nó chỉ đơn giản được như này thôi. Đó. Thì vấn đề để khắc phục cái này thì các bạn phải học cơ bản thôi. Các bạn phải nắm được khối. À, chúng ta có lớp khối sau, chúng ta có những lớp lá trước màu sáng hơn. Ừ, chúng ta có lớp lá trên bắt sáng thì màu nó sẽ sáng hơn nữa. Rồi những cái rồi nó sẽ có hiệu ứng lụng đằng sau chẳng hạn. Rồi phải cái lá nó bắt nó hắt tình trước. Ừ, thì bây giờ mình đang sử dụng mỗi một cây thôi. Rồi lá gần thì to. À, lá xa thì bé bé này để đẩy cái chiều sâu không gian lên, chiều sâu phối cảnh của mình lên kiểu đại loại như thế. Ở xa thì mình dùng cái rất tròn, mình đánh cho nó mờ đi, nó chìm vào không gian kiểu như thế, các bạn thấy không? Bây giờ nó kiểu như đi xa tút luôn này. Thì cái này các bạn đều phải học. Thì các bạn sẽ quay về cho mình cái video đó là tự học vẽ background digital này sẽ giống như thế nào, và thì mình sẽ có cái lộ trình cũng như là những yếu tố mà mình phải quan tâm để làm sao mình làm chủ được hết những cái yếu tố cơ bản để mình có thể chuyên tâm vào mình gọi là sáng tác những cái background của mình. Ok, ngoài ra brush cơ bản thì nó sẽ có một vài cái đáng chú ý nữa, ví dụ như là cây kiểu như này, cây okay, cây kiểu như này, các bạn đừng coi thường nó nha, vì các bạn chưa biết. À, phần lớn mình đang đánh với các bạn mới luyện tập. À, mình sẽ không nói với bạn lâu năm, và chúng ta chưa biết cái tác dụng của nó thôi. Nè, mình sẽ nói cho các bạn một bí mật nè, đó là sử dụng brush nào gần như là cũng được, đừng có kiểu như tất nhiên là nó sẽ có cái giới hạn để mình cái phạm vi để mình sử dụng một cái brush làm sao mà tạo ra được một cái bề mặt mà mình mong muốn, nhưng nó có một cái các bạn phải quan tâm này, đó là trong đầu các bạn phải hình dung được cái kết quả cuối cùng mà mình muốn tạo ra. Mình có hình dung được một cái miếng kim loại bằng nó reset nó phải hình dáng như thế nào không? Nếu các bạn không trình hình dung ra được, hình dung ra được kết quả mong muốn thì các bạn có dùng cái cây nào các bạn cũng không vẽ ra được đâu. Nhưng mà nếu các bạn đã hình dung một cái miếng kim loại rỉ nó sẽ giống như thế nào rồi thì các bạn dùng cây nào thực tế thì nó vẫn ra được, chỉ có thể là đẹp hay là không thôi. À, như bây giờ mình vẽ một cái miếng kim loại ha. Miếng kim loại thì cái bề mặt nó sẽ sần sùi, đó là điều chắc chắn đúng không? Rồi rồi mình sẽ vẽ một vài điểm sần sùi cho nó. Rồi thêm một chút cái màu đỏ đỏ lăng lăng lộ lộ đúng không? Rồi đây giống như là một cái miếng kim loại kiểu như là để qua mưa gió các bạn, oxy hóa, quá trình oxy hóa. À, nó sẽ kiểu lem này. Rồi bây giờ nó có một vài vệt rỉ đúng không? Một vài vệt rỉ ở đây, có một vài con ốc chẳng hạn. Thêm một vài con ốc ở đây. Tất nhiên là mình phải biết con ốc nó như thế nào đúng không? Mình phải biết con ốc nó như thế nào thì mình mới vẽ con ốc được. Ở đây có mắt chéo của nó này. Sáng ở phần viền. Kim loại bây giờ nó có phần lai sáng này đúng không? Rồi ánh sáng trên xuống đúng không? Rồi sẽ độ bóng đây một xíu. Rồi bây giờ kim loại thì bao giờ nó cũng có phần rỉ rỉ. Vậy thì mình sẽ hình dung thế nào? Muốn làm rỉ đúng không? Tạo layer mới. Mình sẽ chuyển về chế độ multi-line. Mình đang ứng dụng cho các bạn thử thôi ha, để mình minh chứng được là chỉ cần chúng ta biết cái kết quả cuối cùng nó phải hình dáng như thế nào thì mình dùng cái gì cũng được, mình rớt nào cũng được, công cụ nào cũng được, miễn sao cái mục đích cuối cùng của mình nó có thể hoàn thiện được ha, nó có thể làm ra được cái điều mà mình mong muốn thì không cần câu nệ quá nhiều, nhưng mà trước đó thì các bạn phải làm chủ được đã. Rồi Shape Dynamic mình sẽ kéo về nó về cái chế độ đó là minimum và mình về 0%. Rồi mình sẽ chọn một cái màu, đó là màu đỏ. Rồi mình sẽ đánh vào những cái bề mặt này nha. Rồi các bạn thấy nè,
Đây là những cái vết reset này. Các bạn đã xem những vết reset ở trên những cái miếng kim loại mà bị cũ chưa? À, thì nó sẽ hình dạng đại loại như này. À, nó sẽ kiểu loang loang lộ lộ như này. À, tất nhiên nếu một số bạn bắt bẻ đó là nó chưa được giống thực tế lắm, vậy thì bây giờ mình phải mất thời gian để mình ngồi tỉa thôi, đúng không? Thì cơ bản cái hình dáng nó thế này là có thể chấp nhận được rồi. Có thể là khi mà nước chảy xuống đây nó đã đọng vào những vị trí này và rồi bắt đầu chảy xuống những vị à, nó bắt đầu chảy xuống đây, nó có những vết loang di chuyển xuống phía dưới. Rồi đây là những cái brush cơ bản. Thì làm Photoshop mình vẫn có thể làm được rất là nhiều cái việc, đúng không? Rồi mình sẽ bắt sáng một vài điểm chẳng hạn. Tất nhiên là mình sẽ không hoàn thiện đâu, đừng bắt bẻ nghe. À, rồi ok, đó là cái cây ở đây vẫn làm được rất là nhiều công chuyện nhỉ. Rồi những cây này chẳng hạn, rồi cây này thì mình nghĩ cũng là brush cơ bản nhưng mà nó làm chất liệu ấy, nó sẽ sau mục xong ha. Mục đó là brush texture. Và brush cơ bản là những cây như này ha, cái brush tròn cứng, tròn cứng, brush tròn mềm, á, brush tròn mềm. Rồi brush brush này, những cây như này. Rồi những cây nhám nhám ở này, à, hoặc là những cái cây kiểu lá liếc này, cũng hay hay nhỉ. Rồi những cây kiểu như này. Thì đây là những brush nó basic của Photoshop. Thì các bạn muốn sử dụng bộ brush basic này thì cũng được thôi. À, nó hoàn toàn có thể vẽ những background rất là đẹp, không vấn đề gì cả. Nhưng mà các bạn phải nắm được cái tính chất của nó. Ví dụ như là cây brush, ví dụ như cây brush thông thường hình tròn, các bạn sẽ thấy ở đây khi mình vẽ ra thì nó sẽ để lại những cái khoảng như thế này, nó sẽ không có đẹp, các bạn thấy không? Nó sẽ kiểu khoanh 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 như thế này. Thì các bạn biết để tạo nên một cái hình tròn dài như thế này thì nó sẽ kết hợp nhiều hình tròn lại với nhau, nó sẽ xếp nhiều hình tròn liên tục với nhau. Nếu mà xếp càng dày thì cái hình tròn, cái nét của mình nó càng mượt, nhưng mà nếu mà mình làm cái khoảng cách nó rộng ra thì cái nét của hình tròn mình nó sẽ kiểu đứt khúc như thế này. Thì bây giờ mình giải quyết như thế nào? Bởi vì khi mình phát bằng hình tròn như thế này thì nó sẽ không có đẹp. Nó thực tế khi mình mới vẽ mình cũng bị dính cái này mà. Mình phát lên nhìn nó xấu như thế này này. Nó cứ bị loang loang lộ lộ và nhìn nó sẽ rất là kỳ. Vậy thì làm sao đây? Mình vào đây, mình vào phần Brush Tip Set. Các bạn kéo về phần khu vực này. Ở đây là 9%, mình sẽ kéo nó về 0%. Enter. Rồi mình kéo về 1% ha. Rồi khi các bạn đánh á thì nó sẽ mượt như thế này. Và nó sẽ rất là đẹp. Ha. Ví dụ như là ở đây mình vẽ một cái khóm cây chẳng hạn ha. Rồi một cái lá chẳng hạn. Một cái bụi nào. Thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với việc là nó để cái hình dáng như kia, đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ nó. Cơ bản ban đầu các bạn thứ nhất là các bạn phải biết biết tất tần tật về nó cái đã, cơ bản phải biết làm chủ được nó. Thứ hai là các bạn phải luyện tập cơ bản đã, nó phải trải qua kha khá các bạn vẽ vời, nó sai rồi là sửa thì từ từ mình mới giỏi được, không có chuyện ngày một ngày hai, đúng không? Đấy này, ok, cơ bản thì mình vẫn có thể làm được cái gì đó khá là thú vị mà, đúng không? Đó. Để ý này, những cái tip như thế này á, nó làm cho cái nét của mình vẽ nó rất là đẹp so với việc mà mình để theo kiểu thông thường của Photoshop. Đó. Rồi cái brush tròn này cũng thế ha. Mày vẽ ra thì brush tròn nó sẽ giống như thế này, đúng không? Thì để cải thiện cái nét này làm sao có cái cảm giác nó ổn hơn á. Ví dụ khi tả, các bạn sẽ thấy là có nhiều khi mình chỉ dùng cái brush tròn mình vẫn có thể tả được nha. Rồi ví dụ như mình giờ mình sẽ tạo một cái thanh gỗ đi, mình sẽ vẽ một cái thanh gỗ ra thì các bạn thấy này,
khi mình phát ra thì cái nét nó sẽ kiểu đứt khúc như này, không đẹp tí nào cả, nó không đẹp tí nào cả. Phải làm sao thì mình vào cái brush tip shape ha, mình kéo nó về 0% thì nó sẽ nét mình nó sẽ mịn như thế này, nó sẽ mịn như thế này. Rồi bây giờ mình tạo một thanh gỗ như này ha, ok chưa? Rồi mình khóa nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ vùng sáng cho nó này. Thì một cái cây như này thực ra thì khó để tả lắm các bạn, khó để tả lắm, và mình phải mix nó. Muốn mix nó thì các bạn phải làm chủ brush và các bạn quay lại video những cái gọi là làm chủ bộ brush cơ bản của Photoshop. Mình có cái video trước các bạn quay lại các bạn xem giúp mình, thì chúng ta sẽ có nhiều cái phần hỗ trợ nhau như thế này. Rồi các bạn vào phần mình hay sử dụng cho phần transfer, bởi vì giờ cái nét nó bị cứng quá, nó bị mất cái cảm giác kiểu như nó bị thô thiển quá. Mình sẽ vào phần transfer. Rồi mình sẽ vào cái phần pen preset ở đây, thanh minimum ở đây hoặc là thanh minimum ở đây, tùy thanh trên thanh dưới gần giống nhau. Mình sẽ để ở đó khoảng 50%. Cái phần opacity filter thì mình sẽ kéo đâu đó lên khoảng 30%. Rồi cái phần opacity thì mình sẽ giảm về đâu đó khoảng 80%. Rồi bây giờ cái nét mình đánh nó sẽ đại loại giống như này, nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Này các bạn thấy đánh cho nó sẽ có cảm giác rất là nhiều. Các bạn thấy không, nó không còn bị cứng và thô như ban đầu nữa, đúng không? Đó, nó sẽ giống như thế này. Và bây giờ thực ra thì mình có thể dùng nó để làm việc được rồi đó. Rồi các bạn thấy nè, bây giờ chỉ việc là chúng ta học về những cái chất liệu nữa thôi ha. Rồi sau đó mình tải rồi một vài cái vết bể của nó ha, góc vát, những cái phần góc vát kiểu bị rìu chém nữa ha. Cạch bắt tiểu phu đốn cùi. Đó, mình sử dụng cái brush tròn đó, vẫn vẽ được như thường đúng không? Rồi mình có thể, thậm chí mình có thể vẽ vài đường vân gỗ. Vân gỗ. Rồi xong chúng ta qua phần brush cơ bản nè, ra không ra nhờ khúc ra. Rồi ok, chúng ta sẽ có những cái lưu ý giống như thế. Ví dụ cây này ở đây có vài cây hay ho này. Ví dụ cây này, cây này mình sử dụng để vẽ bụi cỏ. Hôm qua mình có public một cái bài hướng dẫn bụi cỏ, cây này thú vị lắm nha. Rồi mình sẽ làm đánh cỏ nền này, nhưng mà các bạn phải lưu ý cho mình một chút là mình phải làm trụ mấy cái này. Này mình chỉ cần mix một xíu thôi, mình cho mềm gì xíu, để một xíu test chưa. Thế các bạn thấy nó có thể làm cho mình cái phần brush nền được rồi. Mình có thể đánh cái lớp nền, thực ra nó có thể rất là đẹp đấy, nhưng mà mình có thể làm trụ nó là không thôi. Rồi mình mấy phần nền lên đúng không, ở dưới thì mình sẽ cho một vài cái mặt đất chỉ bằng bộ brush cơ bản thôi. Rồi mình sẽ cho một vài cái vùng tối ở phía gần. Thực ra thì nó phải đổi cây đấy, bởi vì vẽ mặt đất thì tính chất nó hơi khác một chút. Thực ra này nếu mà sử dụng một cây thì nó hơi khó. Tất nhiên là không phải là không thể, chỉ là hơi khó thôi. Rồi mình phát bằng nền cái cây này rồi ha. Rồi một vài cái tỉa ra, vài cái lá không được gần. Rồi cái giá xa thì mình đã lên được mạng nền rồi đó, đúng không? Vẫn ra ha.
thôi. Bây giờ mình dùng cây brush, ví dụ cây này chẳng hạn, cây này chẳng hạn, rồi mình cũng mix nó một xíu cho nó thoải mái xíu. Đây các bạn thấy nhá. Có bạn nào tò mò gì nữa không? Chúng ta làm được đúng không? Muốn nét nó cảm giác như nó mịn mịn, nó phê phê, áp phê một xíu thì cứ vào đây phần transfer và mình cho nó mềm lên một chút xíu thì cảm giác nó sẽ tốt hơn. Mấy cái cây này thì nó đòi hỏi cái chiều của cái bút của mình ạ. Mình phải xoay được cái bút hơi khó xíu. Bạn phải rất quen bạn thì mới làm được. Có những cây ví dụ cây này chẳng hạn. Vẫn có thể vẽ được ha. Lá này, ha. Lá này. Hoa chẳng hạn. Vài bông hoa màu trắng trắng ở trên đây. Đây. À đây. Chắc là video của mình khá là khác so với những video hướng dẫn khác đúng không? Nó sẽ dài dòng. Nhưng mà mình bao giờ cũng muốn đặt cái sự hiệu quả lên ban đầu, các bạn phải hiểu được. Còn nếu các bạn xem xong mà ra các bạn chẳng thu được cái gì, cho dù nó khá là mất thời gian đấy, nó mất thời gian của mình rất là nhiều. Vì bình thường mình khá là bận, mình rất là bận, nhưng khá là bận. Thành ra cái thời gian của mình quý thời gian của mình, và mình quý cả thời gian của các bạn nữa. Nên là chúng ta phải làm sao qua một video mình phải tối đa hóa được cái kiến thức cũng như là cái chia sẻ của mình từ những cái kiến thức và mình ứng dụng thực tế luôn, xem rõ ràng nó ra đấy. Nên các bạn phải tự tin lên à, phải hiểu thật sâu vấn đề thì mới có thể nó ra những kết quả rõ ràng được. Chúng ta không thể xây dựng cái tương lai của mình dựa trên những cái viên gạch second hand được, không thể dựa trên những cái gạch chất lượng thấp được à, chúng ta phải bỏ những cái thời điểm mình phải bỏ rất là nhiều tiền bạc cũng như là thời gian ra để học, để mua những khóa học, để thời gian để luyện tập. Mình không dành thời gian để kiếm tiền mà dành thời gian để luyện tập và nâng cao cái kỹ năng của mình. Rồi tới một thời điểm thì mây tầng nào thì gió tầng đấy, kiểu đại loại mình không nhớ câu này lắm, thì kỹ năng ở đâu thì cái thu nhập ở đấy. Thực tế là như vậy. Và mình nghĩ là cái nó sẽ xứng đáng. Tất nhiên là nó tùy thuộc vào duyên của mỗi người nữa. Thì tâm sự với các bạn luôn, đó là có thể là bạn nào theo dõi trang cá nhân mình cũng biết mình hiện đang là Art Director, nhưng mà cho những video về phiên bản 2D và phim hoạt hình cho Universal Group hay là công ty của mình, đó là Republic Record, và mình làm việc full time cho họ. Tất nhiên thời gian nó linh động. Thì các bạn biết thì với cái thị trường, với công ty lớn như thế thì không bao giờ có cái mức thu nhập nào mà dưới 1-2 ngàn đô. Nó sẽ nhân lên vài lần đó. Chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Hy vọng là các bạn cũng sẽ có những cái duyên cho mình. Nhưng mà các bạn nhớ cái kỹ năng và cái khả năng của mình phải đặt lên đầu. Các bạn càng giỏi thì tới đâu thì các bạn ăn tới đấy. Và mình luôn có cái niềm tin như vậy. Ngoài ra thì mình còn là art lead cho những cái bộ phim, cho vài cái ca sĩ ở những cái thị trường khác, ví dụ như Úc hay là Ả Rập Xê Út. Tất nhiên mình không thể nào public được. Là có dịp mình sẽ chia sẻ sau. Mình làm một lúc cho nhiều công ty chứ mình không làm cho một công ty. Rồi bây giờ thì
sau khi phần 2 là mình có Brush Basic rồi. Brush Basic rồi. Mình tới phần 3 ha. Phần 3 đó là Brush Đặc Tả các bạn ha. Mình sẽ... Phần 3 của mình đó là Brush Đặc Tả. Thì 3 Brush Tả Vẽ đi ha. Brush Tả Vẽ. Brush Tả Vẽ Đặc Tả. Rồi, Brush Tả Vẽ Đặc Tả là như thế nào? Thì theo kinh nghiệm của mình á, đó là những cái cây brush mà mình cực kỳ thường xuyên sử dụng luôn. Mình sử dụng rất là nhiều luôn các bạn ạ. Có nghĩa là gần như là mình sẽ sử dụng 80% cái thời gian mình vẽ là mình chỉ sử dụng những cái cây như thế này thôi. Rồi, mình có thể load cho bộ brush này. Brush, mình sẽ vào cái phần... Basic. Rồi, brush basic. Ví dụ như là một vài cái bộ brush nhỏ nhỏ của lớp lớp basic đi. Thì nó kiểu sẽ có đợi lại vài cây giống như này. Thì cái cây hay sử dụng nhất thì nó sẽ giống như những cái cây mình hay sử dụng là cây tam giác chẳng hạn. Đó, những cái tam giác như thế này. Thực tế thì một cái cây như thế này, nếu mà các bạn nào mà quan tâm tới anime ấy, thì một cây tam giác này có thể làm cực kỳ nhiều luôn, cực nhiều chuyện luôn ấy ha. Ví dụ mình hay, tụi mình hay vẽ miếng gỗ kiểu một vài đường là ra, một vài đường là ra rồi ha. Các bạn để ý những cái nét này quen không? Quen không? Rất là quen đúng không? Các bạn để ý những bộ phim anime tụi mình toàn sử dụng mấy cây tam giác như thế này. Vẽ gỗ tụi mình cũng dùng như thế này. Thậm chí vẽ lá, vẽ cây, vẽ lá tụi mình cũng dùng như thế này. Các bạn nhìn những cái lá này nó quen không? Nó quen vãi linh hồn ra. Nè, những cái lá cây này. Rồi, mình bật vài bộ phim anime lên cho các bạn coi. Bởi vì mình hồi xưa mình gọi là trước đây và gần đây và nói chung là mình đã rất là nhiều năm làm artist anime nên rồi mình sẽ phải chứng minh nó ha. Mình chỉ có thể chia sẻ những cái những cái gì mà mình giỏi thôi ha. Cũng không hẳn là giỏi mà mình là sở trường thôi. Ok, ví dụ như cái bức trời ơi đất hỡi này đi. Những cái bức nào nó rõ hơn xíu ha. Rồi cái khu rừng này đi. Rồi đây chính nó chứ đâu. Rồi, ví dụ cái này. Ok. Brush cơ bản nó sẽ đại loại các bạn sẽ dùng một vài cây đấy. Ví dụ cây này. Rồi những cái cây tam giác, đặc biệt là những cái cây hình thù nó đơn giản mà nó có thể tả được mọi thứ luôn, rất là nhiều, không phải là mọi thứ mà gần như là tả được rất là nhiều cái thể loại khác nhau. Ví dụ như là cây tam giác, những cái hình thù, ví dụ tam giác hình thù như là tròn. Ở đây mình có rất tròn, tròn nhọn này, mình rất hay sử dụng. Và như cái phần mình chia sẻ ha, phần mình chia sẻ thì mình vẫn phải chuyển về chế độ Shape Dynamic và chuyển về Minimum cho nó. Đúng không? Rồi những cái cây tiếp theo, ví dụ như là đâu coi nào, những cái cây ví dụ như là cây này chẳng hạn. Cây này mình hay sử dụng rất là nhiều, có thể mix nó lại được. Mình chuyển về Shape Dynamic cho nhọn nó một xíu, bớt cứng một tí. Thì bây giờ mình có thể sử dụng nó để vẽ lá. Hoàn toàn có thể sử dụng nó vẽ lá mà. Nè. Rồi mình vẽ tán lá này. Ok. Tán lá nền này. Ok. Rồi những tán lá bắt sáng ở trên này. Lá sau này. Trước nè. Lá bắt sáng à. Vẽ ra được đúng không? Hoàn toàn là được.
cháy đâu cho thoát. Đó. Rồi những cây ví dụ như là cây này chẳng hạn. Cây này trong bộ brush cơ bản cũng có nha các bạn nha. Nào, mình sẽ load nó lại. Reset nó lại ha. Ok. Là cái cây này này. Đâu rồi? Đây, cây này ha. Nó ở đây. Thì các bạn sẽ mix nó lại một xíu giúp mình. Các bạn vào cái phần color dynamic bỏ tích đi. Save dynamic này, đặc biệt phần này bỏ dấu tích ở đây đi. À không, giữ dấu tích ở đây lại. Mình sẽ chuyển nó về chế độ nhọn như này. Rồi, nó có một cái gì đó bất ổn rồi. À, bỏ dấu tích này luôn các bạn ạ. Bỏ dấu tích này. Thông thường thì mình sẽ thêm một cái dấu ở đây nữa. Rồi, mình cho nhỏ này. Rồi, cái này làm cái gì ta? Vẽ mây. Mình sẽ đem đi vẽ mây. Được đúng không? Được, ai nói không được. Mây này đúng không? Mây tối nè. Phần mây sáng nè. Ai nói không được, tôi đơm liền luôn. Loại là những cái cây giống như vậy ha. Nó sẽ sử dụng rất là nhiều cái trường hợp khác nhau, còn tùy các bạn ha, tùy các bạn. Rồi ví dụ như là những vị trí nhỏ nhỏ như thế này, chúng ta cần phải cây đặc tả nhá. Chứ chúng ta không thể dùng cây linh tinh vẽ ra được đâu. Nó cần một vài cây nó sẽ sử ứng dụng được rất là nhiều tình huống và sẽ sử dụng cho nhiều bề mặt khác nhau. Thì những cái cây này lưu ý là những cái cây mà các bạn chọn lọc kỹ nhất và nó là cái cây quen tay nhất thì đưa vào những khu vực quan trọng. Ví dụ như là như đối với những bạn sử dụng bộ brush cơ bản thì các bạn có thể lưu ý cho mình một vài cây. Thì đầu tiên vẫn là brush tròn thôi. Và theo cái lưu ý của mình đó là cái phần shape dynamic các bạn kéo về minimum là thứ nhất. Thứ hai, tip brush set các bạn kéo về 0.1%. Và cái phần transfer các bạn để đâu đó cho mình khoảng 80% và thêm một chút cho chất liệu ở đây. Thì bây giờ cái nét của bạn mới đẹp được. Còn để không đẹp đâu. À, các bạn thấy. Bây giờ mình có thể tạo trên cái bề mặt trên gốc cây này chẳng hạn. À, bây giờ mình vẽ một cái gốc cây riêng ra nha. Rồi mình tạm thời mình mượn cái màu đi ha. Này. Rồi mình giảm opacity đi đó khoảng 60%. Rồi mình tạo cái phần mảng tối của cây. Rồi, bên này thì phản quang một chút màu xanh của phần mặt biển cũng như là bầu trời. Sorry các bạn nha, bởi vì mình quen tay quá rồi nên là mình cứ đụng tay và mình quẹt thôi. Miễn sao nó ra là được. Thì vậy mình mới nói là chúng ta cần cái sự... Đó, bị mất thông số rồi. Cứ tích lại brush là phải tích lại. Nha các bạn, để ý giúp mình, các bạn có thể tạo một cái brush mới và giữ cái thông số đó lại. Rồi, vào đây. Tạo brush mới, có thể đặt tên cho nó. À ha ha. Rồi nó nằm ở cuối nè. Vào cái phần này, kéo nó lên, bỏ lên trên đầu. Rồi, cái cây nào hay sử dụng? Cây tí nữa mình thử cây này ha, cây này bỏ lên trên đầu. Lúc nãy cây vẽ mây đúng không? Cây vẽ mây thì mình sẽ có cây này bỏ lên trên đầu. Cây tròn mờ bỏ lên đây, rồi tròn mãng bỏ lên đây. Rồi một vài cây dạng sức xước ha. Bỏ lên đây, tí nữa mình sẽ dùng đó. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cây hình con chó này ha. Nó hơi... Mình phải tắt mấy cái chế độ này đi. Bởi vì những cái chế độ này không cần thiết. Nó làm mình khó kiểm soát cái bài của mình. Này, cái này nó hơi bị móp này, các bạn kéo cho nó to ra lại. Rồi, bây giờ hình thù nó khá là ok rồi. À, Sài Gòn hôm nay bão rồi. Gió bắt đầu lạnh rồi.
Xin chào quý vị đến với bản tin thời tiết ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 11:49 ngày 11 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết đang chuyển dần về mưa. Bầu không khí bắt đầu chuyển lạnh. Quý vị ra đường à không? Mùa này các vị cũng không ra đường được đâu, nên là ở trong nhà và mặc áo ấm. Rồi, thêm một vài cái màu bắt sáng nè. Má ơi, không có ai làm cái clip mà nó dài bằng giống như mình cả. Nó dài vãi ra rồi. Rồi, thêm một vài cái phần fan research ở đây. Thông cảm nha, thì đây là phong cách chung của cái channel của mình rồi. Bạn nào mà muốn một cái video hướng dẫn cho nó đàng hoàng thì các bạn xem, không thì thôi. Nè, rồi phần bắt sáng của nó. Rồi các bạn để ý nè, mấy cái đốm này nè, các bạn để ý mấy cái vệt hình tam giác này không, mấy cái vệt xước này không, nó vệt xước nào không, ở đâu ra? Phải có brush đặc tả thì nó mới ra được. Tất nhiên là cây khác không hẳn nó không ra nha, nhưng mà không lẽ các bạn gò theo cái nét này hả? Các bạn sử dụng cây này sao các bạn còn quẹt theo à? Cái này hả? Rồi nó lâu vãi ra. Lâu vãi ra linh hồn đấy. Đặc biệt là khi các bạn làm việc, cái deadline mà đâu đó vẽ bức này trong vòng đó một buổi sáng làm sao các bạn kịp? Không lẽ mình gò từ cái nét một phải chắc phải 3-4 ngày mới xong được. Làm sao kịp phù hợp cái deadline được? Cái giá trị trên một cái background nó có cái khoảng tiền nhất định thôi. Nếu các bạn kéo dài 3 ngày thì tất nhiên cái thu nhập của bạn bị thụt ngắn đi, chỉ còn 1/3 thôi. Ví dụ lương 10 triệu thì bây giờ 3 triệu các bạn chấp nhận không? Không chấp nhận được. Ok, chúng ta đang nói chuyện thực tế ngoài đời, chúng ta không tạm thời không bay bổng. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sử dụng một vài cây. Ví dụ như là ở đây mình thấy cái nét của cái cây này khá là thú vị nè. Đó là cây này. Cây này. Rồi ok, mình sử dụng cái nét này được rồi. Rồi mình thêm một vài cái xước này. Các bạn thấy nếu mà thay vì chúng ta phải phải sử dụng cho nó nhiều cái nét thì một cái cây như thế này có thể cho mình được rất là nhiều cái nét này. Nó hơi bị mờ quá các bạn. Cái này cũng hay ha, nó để lại cho mình những cái nét này. Nó giống như những cái nét này. Tất nhiên là cái cây, những cái bộ phim này á, những phong cách này nó có những cây brush chuyên dụng. Nó cũng không phải là sử dụng brush cơ bản thế này đâu. Mình cố gắng mình tạo được thôi ha. Rồi, vài vết xước màu trắng ở đây được rồi. Cây này rất là khó kiểm soát đấy, rất là khó kiểm soát luôn á. Bản thân mình nhìn vẽ, mình nhìn kiểm soát nó cũng rất là chuối luôn á. Nên là mình tất nhiên là mình không xài cây này rồi. Rồi, ví dụ như là mình sử dụng cho cái cây này đi không. Rồi mình loát lại cái bộ brush mình lúc nãy đi ha. Bây giờ mình sẽ xóa bộ brush này đi, delete đi. Rồi mình loát cái bộ brush basic của mình ha. Rồi ok, thì mình có cái tam giác đúng không? Ok, cái tam giác này sẽ chấm một vài vị trí nè. Các bạn để ý những hình dạng hay không? Rồi bây giờ mình xử lý nó nha. Chấm nè. Nè, các bạn thấy nè, những cái nét tam giác này. Đây nè, xước lên nè, xước lên nè. Đó, ví dụ những cái khu vực này các bạn thấy không? Bắt sáng nè. Bắt sáng nè. Có rất là nhiều mẫu cây tam giác, ví dụ cây này cũng là tam giác chẳng hạn. Mình bắt sang nó. Rồi những phần vệt xước này chẳng hạn, mình sẽ có những cái cây dạng ví dụ như là cây này. Mình sử dụng có cái cây này chẳng hạn. Bạn đi thấy nè. Nó tối ưu hơn rất là nhiều so với việc chúng ta sử dụng một cây brush trời đất thời đúng không?
Cha clip hôm nay rất là dài rồi đó. Trời ơi, xài dài vãi. Đúng không? Rồi, ok, thì đây là cái brush một vài cây nữa ha. Ví dụ mình hay sử dụng cây này, mình hay sử dụng cây này. Cây này thì mình tạ rất là nhiều, ví dụ mình tạ cỏ cũng được ha. Mình tạ cỏ cũng được nè. Cái bề mặt cỏ này. Thì các bạn lựa chọn cho mình những cái cây brush nó giống như thế này để mình có thể vừa tạ cỏ được, mình tạ cỏ cũng được rồi đúng không? Bây giờ mình qua mình vẽ cái gốc cây ở trên bãi cỏ không? Mình cũng dùng cây này được luôn. Mình cũng dùng cây này được luôn. Rồi vẫn dùng nó để vẽ cỏ ở dưới luôn. À, chẳng hạn như vậy. Rồi trên này mình vẽ lá cho nó luôn. Dù ở trên này nó có tán cây. Đấy, tán cây phủ xuống. Thì mình cũng dùng nó để vẽ tán cây luôn. Đại loại nó kiểu như thế. Siêu một vài cỏ phát sáng khu vực này. Mình vào đây mình vẫn đặt tạ cho nó được. Tạ nhỏ nhỏ ở đây cũng được. Mình quay về những cái cây đơn giản. Ví dụ những cái cây này cũng rất là đơn giản. Thì quan trọng ở đây là các bạn thấy cây này nó quen tay. Cây nào làm các bạn thoải mái thì các bạn vẽ. Pa 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 pa. Lá. Đúng không? Lá này. Lá này. Còn thể nói là mây thì cái cây này hơi khó đấy. Nó sẽ có giới hạn nhất định. Chúng ta không thể gần như là khó, rất khó để vượt được cái giới hạn đó. Ví dụ như cái phần lá này đúng không? Các bạn xem thử là cái brush này có giống cái lá này không nha. Giống đúng không? Nè. Nè, thấy hình dáng giống không? Giống. Một loại chứ còn gì nữa. Có thể sử dụng loại này nó cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái bài này thì có project nó chuyên dụng hơn nữa. Thì nó sẽ nằm trong cái mục sau. Cái mục cuối cùng đó là brush dạng có hình dáng sẵn. Nó gần như là dạng brush tốc độ. Rồi ok, qua cái mục này. Cái phần phần này là gì rồi? Chúng ta có dù ở đây nè, mình có thể sử dụng cái brush giấy cây brush tam giác này. Rồi mình vẽ thêm một tán khu vực này chẳng hạn. Những cái hình thù, cố gắng hình thù nó đơn giản thôi, nó dùng được nhiều cái trường hợp ấy, đừng có phức tạp quá. Rồi phần bắt sáng của nó nè. Tần. Ok, gần dùng rồi đó. Tất nhiên là mình sẽ phải làm kỹ hơn xíu. Đúng không? Vẽ tán cây được không? Được chứ sao không được. Rồi mình cho cái gốc cây vô đây. Xin cái màu xíu. Dù ở đây có một cái nhánh cây qua đây nữa. Rồi phần sáng và nhánh cây nè, tối nè, đúng không nè? Ok, và ở đây mình sử dụng nó để vẽ line sàn cũng được ha. Vẽ line sàn ở đây cũng được nè. Mắt sáng và line sàn, cái này nghề của tụi mình mà, nên là mình quen tay. Phát sáng ở đây. Kiểu như thế. Đôi khi vẽ vẽ xước phần tường này cũng được thôi, gì đâu. Sáng cái nó. Kiểu thế. Đại loại như thế. Rồi ok. Rất đặc tả tả vẽ rất là nhiều cái sự lựa chọn cho các bạn. Thì mình mở cái ví dụ như là bộ brush chính thức của mình thì nó sẽ khá là nhiều
Mình sẽ đặt những cái cây mình hay dùng nhất ở những cái vị trí ở trên cùng. Trên cùng. Ví dụ như những cây cây này chẳng hạn. Cây này chẳng hạn. Những cây này thì nó tất nhiên là nó brush đặc đã nên là mình sẽ sử dụng nó rất là nhiều trường hợp đấy. Nghĩa là một cái brush đấy mình có thể vẽ được cả một phong cách phim luôn. Cả một phong cách phim luôn thì mình sẽ cho các bạn xem ví dụ như là một vài cái brush ở trong này. Ví dụ như là cái BG này đi. Mình sử dụng đúng một cây một thôi. Đó là cây này này. Các bạn xem nè. Đúng là cái nét này không? Đúng không? Cái nét này đúng không? Căn bản là các bạn có quen với nó không ha? Thì có người quen, những người không quen thì tùy các bạn thôi. Đúng không? Chà. Cái này thì đặc biệt khi mình vẽ cái BG này thì nó sẽ phải kết hợp, nó không thể nào mình dùng một cây nó thẳng thớm như thế được. Ví dụ như là bây giờ mình có cái vùng chọn nhận đây, mình chọn cái vùng chọn cho mình, sau đó là mình dùng cái độ màu lên. Rồi bây giờ mình mới đánh thì mình sẽ không bị lem ra ngoài, hiểu như thế. Dụ đại loại thế. Hay là mình có những cây dạng cây này chẳng hạn, cây này chẳng hạn thì nó cũng dùng để tả vẽ được thôi. Ví dụ như là những cái phần trên bức tường chẳng hạn. Nhiều lắm. Nó sẽ phù hợp cho từng cái thể loại khác nhau. Cái bài này thì mình chỉ có thể giới thiệu là có những cây nào khi mình phân loại thôi. Hay là những cây hình vuông cái này cũng có thể tả được các bạn ha. Cây hình vuông này vẫn có thể tả được. Mình dùng nó để ví dụ như muốn đổi phong cách chẳng hạn thì mình có thể vào đây tả cây hoặc lá. Đó là lý do tại sao mình để nó ở những khu vực quan trọng. Rồi những cái cây, đặc biệt là cây tròn thì hay sử dụng lắm. Cây tròn mờ, cây tam giác đôi như cây này, như cây này. Những cây cây này ha, những cây này, những cây ví dụ nhám nè, những cây tròn hình con chó nè ha, rồi những cây ví dụ như cây này. Thì đối với mình thì mình sẽ phân nó ra những cái dạng cây brush đặc tả ha. Ví dụ những cây này, cái lá nó rất là đẹp, tả cái gì nó cũng đẹp hết. Để tả gỗ cũng đẹp nốt luôn. Nó nằm, cái cây này nằm trong bộ brush nó, bữa mình share cái phong cách style Ghibli ấy. Tất nhiên là bởi vì các bạn không biết cái cách xài thành ra nó làm như thế đấy. Rồi phân loại brush thứ hai, brush này là khu vực brush quan trọng nên các bạn sắp xếp nó vào những vị trí nó dễ nhìn và dễ dùng một chút, nhanh lấy được nhanh, vị trí mà nó bắt mắt ấy. Rồi tiếp theo ha, phần thứ ba thì chúng ta sẽ tới với brush mạng miệng và lót nền. Rồi bốn ở thứ tư ha, brush mạng đánh nền, brush mạng và đánh nền. Brush mạng đánh nền là sao? Rồi chúng ta qua lại cái bài này. Chúng ta có cái bản sketch này đúng không? Rồi brush nền có nghĩa là cái brush đầu tiên để mình lên cái phần mặt nền phía sau. Mình sẽ lại định hình cái mạng. Ví dụ như ở đây mình có một vài cây, ví dụ như là cây này ha. Cây này là cây lúc nãy mình giới thiệu các bạn đó.
Rồi, đây mình có cái mẫu đây. Cái tên đường này thì là màu cam, màu nâu, màu xám này đó. Mình pick một vài cái thông số rồi. Cửa màu đỏ, vàng, xám, rồi màu tối của nó. Rồi ok, rồi mình xin vài thông số nó như vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình led. Ở trên thì mình có file sketch chuyển về chế độ multi light, nó sẽ có độ xuyên thấu. Rồi bây giờ mình đi phần mạng bên dưới. Thì brush mạng á, thì phụ trách của nó đó là nó sẽ là sketch mạng cho ban đầu cho mình. Mình hay nói là brush sketch đó các bạn. Nó brush này quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm, bởi vì không phải cây nào nó cũng đem lại cái trạng cái mạng đẹp đâu. Cái mạng đẹp đem lại cảm giác rất là quan trọng, đối với mình nó cực kỳ quan trọng ấy. Nó đem lại cái cảm giác về cái bài vẽ rất là tốt. Này, cái cây này nó có một lưu ý ở đây, đó là cơ bản ban đầu nó phải đem lại cho chúng các bạn đó là có cái cảm giác về một chút chất liệu ha. Này, các bạn thấy này. Cái nét nó để lại này, nó có một chút cái phần texture ở trong đấy. Có một chút phần texture ở trong đấy thì nó mới đẹp được. Nó mới đẹp được ha. Rồi một vài phần tối, mình sẽ phát một vài phần tối trong khu vực này. Nói có sách mách có trứng ha. Này. Rồi khu vực này tối nè. Đồ bóng đây. Rồi, vài khu vực cửa thì mình cho cửa màu đỏ ha. Rồi, cửa có phần màu vàng ở đây nữa. Thì đây vẫn là sketch thôi các bạn ha. Thì nãy mình đã sketch chì cho các bạn xem, thì bây giờ mình sẽ sketch mạng cho các bạn xem đó. Ngoài cây đó thì mình có những cây như thế này. Những cây này thì mình phải mua. Mình phải mua và mình chắt lọc, mình phải thử nghiệm một vài cây nó đẹp. Thì nó một vài cây nó đảm bảo cho mình cái mạng nó ok như thế này. Rất là hiếm các bạn ạ. Mình chắt lọc bao nhiêu lâu thì cũng được vài cây thôi à. Không phải là không có nhiều, mà bởi vì khi mình lọc được rồi thì mình sẽ không kiếm nữa. Mình lọc được rồi thì mình sẽ không kiếm nữa. Mình sẽ giữ một cây này mà mình xài đi xài lại thôi. Nó như kiểu một brush nó quen tay với mình sử dụng nó rất là nhiều, nó lại loại thế. Ở trên này cũng cửa. Cũng cửa này luôn ha. Rồi, những cây khác ví dụ như là cây này chẳng hạn ha. Nó cũng để lại cho mình cái mạng ok. Rất là cây có thể hỗ trợ cho mình được cái này. Sau đó, sau khi lên mạng xong thì mình mới vào cái phần dùng. Mình mới chuyển qua dùng brush đặc tả. Mình lên mạng xong thì mình qua brush đặc tả. Rồi mình sẽ phủ vàng bên trên một xíu. Ở dưới thì mình sẽ cho nó tối một chút xíu ha. Trên thì mình sẽ cho nó ẩn vàng một xíu. Rồi những cái cây mà ví dụ như cây này cũng được nè. Cây này, cây những cái cây này của mình, cây này của mình. Ừ.
Nó đang cho mình những cái mạng rất là ok. Right. Rồi, những cái cây rồi mình quay về cái cây cây này đi. Rồi bây giờ mình vẽ một cái bụi cây nhá. Một cái bụi cây nhá. Mình xem ở đây ở đây trong góc nó có những bụi cây kiểu như này. Rồi mình sẽ vẽ dạng bụi cây giống như là kiểu như thế này. Chỗ này đi ha, mình sẽ dùng cái lớp này sáng nè. Tối nè, sáng nè. Rồi, lên trên đầu đi, bởi vì nó cũng nằm trong khu vực file rồi. Cái bàn này sẽ đi lót nền cho mình, định hình form và khối cho mình ha. Này mạng ha các bạn ha. Này, đi những phần mạng này. Rồi phía bên trên mình sẽ cho nó ứng sáng bởi vì chỗ này ánh sáng hắt xuống đúng không? Thì hiện khu vực này nó sẽ sáng chưa? Cỏ bên trên sẽ sáng. Vẫn là mạng thôi các bạn ha, nó vẫn là khu vực lên mạng cho mình thôi. Thôi, lên mạng xong thì mình chuyển qua brush đặc tả đi. Ví dụ như cái tam giác này thì sao? À, sau lên mạng xong thì mới bắt đầu mình vẽ đặc tả nó. À, cây này thì mình vẽ lá được. À, là bây giờ mình đổi qua mấy cây, dạng cây này, lúc nãy mình nói cây này mà đúng không? Mình tạo những cái lá khu vực này chẳng hạn. Hát ra là những cái cây ví dụ như cây này đi hả. Như một video dài như này mình nghĩ là những cái bạn nào thực tâm muốn muốn đào sâu muốn nghiên cứu thì nó sẽ rất là nhiều tác dụng như các bạn à, nè. Rồi ok, sau khi lên mạng thì mình sẽ bắt đầu mình đặt tạ nó là như vậy. Vừa có mạng gỗ cũng thế này ha, mạng tường cũng thế luôn. Mạng tường cũng thế, nó đảm bảo cho mình một cái lớp bên dưới định hình cái form ban đầu à, này. Khi gỡ ra thì cơ bản cái nét phải tương đối đẹp đẹp giống như này à, thì mình sưu tầm những cái cây nào đó đem lại cho mình cái cảm giác như này, sau đó thì mình mới đặt tạ nó. Thôi, cái phần thứ tư đó là brush lên mạng và đánh nền, thì mình vừa ứng dụng vào cái phần cỏ cây cối với lại cái phần phần mà tường ha. Ví dụ như là mình lên mạng cho một cái tán cây chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ có một cái cây này, bắt đầu mình sẽ lên mạng trước. Thì cái mạng này nó định hình cho mình cái form ban đầu, nó sẽ đỡ phần chi tiết nhưng mà mình hạn chế lên bằng cái brush tốc độ lắm, rất có hình dáng cây luôn rồi đó. Nó sẽ không có đẹp. Rồi những phần mạng sáng à, cây này mình cũng xe rồi đó. Rồi bây giờ mới tới brush đặc tả ha. À, thích phong cách khác thì mình có những cái cây như thế này. Dạng đơn giản thôi thì chúng ta có thể vẽ dạng như thế này. À, kiểu cute thì mình sẽ chuyển về brush tròn. Giờ brush tròn này thì nó lại mang cái style khác. Vẫn ban đầu thì vẫn là phần, cái phần brush mạng nó phải gánh cho mình khá khá phần chi tiết rồi đó ha.
định hình cái form rồi sau đó mình mới vẽ, đỡ cái lúc mình tả nó đỡ công việc rất là nhiều. Nè. Bây giờ mình sẽ bắn bắt tương đối thôi, nè. Cho ra cái phần cây là được, đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ qua lượt qua rồi cái phần thứ năm, clip thứ năm. Cái phần này bắt đầu video dài quá rồi, mình sẽ làm nhanh nhé. Thứ năm đó là brush chất liệu, brush texture. Thì brush texture thì nó sẽ để là khi mà các bạn vẽ background thì đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Brush texture nó sẽ là cái phần tạo nên những cái chất liệu, ví dụ như là đường, nhầm tường này, nhám này, gỗ này, đá này, kim loại này, mây trời này, mặt nước này, vải này, ví dụ như là brush texture là giống như thế nào thì mình sẽ nói qua ở đây thôi nhá, mình sẽ nói qua thôi. Ví dụ giờ mình quay lại bức tường này, nó sẽ hỗ trợ cho mình cái phần một phần bề mặt chất liệu thật nhanh, có thể tạo nên đặc tính đặc trưng của nó. Mà những cái các bạn cứ tưởng tượng nhá, khi mình đánh lên bề mặt này, các bạn để ý này, cái bức tường nó lên nhanh tới mức độ như thế nào. Này các bạn thấy nè, mình chỉ cần quẹt đúng một vài đường thôi, bây giờ mình đã có một cái bức tường rồi, dạng chất liệu nhám như thế này thôi. Các bạn có thể để ý những cái bức concept art ấy, họ đánh rất là nhanh để tạo nên một cái texture như thế này. Mà cái việc đó là chúng ta sử dụng, bây giờ mình nói ví dụ giờ các bạn sử dụng brush tròn cơ bản hay là những bộ brush cơ bản, làm sao tạo nên cái nét như này được? Rồi ok, có thể tạo được rồi, mình cứ dùng từng nét một thì mình chấm, mình cứ chấm nét, ngồi mình chấm đó, mình cứ ngồi mình chấm, trong khi người ta quét đúng 5 đường ra được cả một tường như thế này. Thì là brush texture tạo nên chất liệu cho bất cứ một bề mặt nào, và nó sẽ đem lại được cái chất liệu đặc trưng cho từng cái loại bề mặt. Thì chúng ta có thể là tường, chúng ta có thể là một bức tường đơn giản, ví dụ mình vẽ một bức tường đơn giản thôi, kiểu như là tường nhà chẳng hạn. Rồi bây giờ brush tròn giờ làm sao mà vẽ ra được, mình sẽ vẽ rất là lâu mới có thể tạo nên được cái chất liệu nhám của bức tường. Mình có thể chấm kiểu như này là lâu, thay vì đó thì mình sẽ dùng những cây giống như thế này chẳng hạn. Rồi mình khóa nó lại, rồi mình quẹt 2 đường 5 đường. Ok, bây giờ mình đã có một cái bức tường, các bạn thấy cái khối lượng chi tiết rất là khủng khiếp mà còn riu vãi linh hồn luôn, thấy không? Đây là đặc tượng trưng của những brush texture đấy. Rồi ví dụ như là giờ mình có một miếng gỗ nha. Rồi mình có miếng gỗ nha. Bây giờ mình có một vài cây, ví dụ như là cây cây này đi ha. Rồi bây giờ nè, rất nhanh chúng ta vẽ được một cái miếng gỗ cơ bản này này. Một cái bề mặt gỗ, ví dụ như đây là một cái sàn gỗ thì chỉ cần texture như này thôi. Bây giờ mình dùng từng cái nét một, chúng ta đánh khi nào mới ra, rất là lâu, lâu vãi linh hồn luôn. Rất là lâu. Đấy, nó sẽ bớt cái khối lượng công việc rất là nhiều, thèm ra nó cũng đẹp vãi nữa. Nó cũng đẹp mà, đúng không? Là những cái cây khác đi, ví dụ cây này cũng được. Nó cũng đem lại cho mình những cái nét như này. Thì khi mình vẽ gỗ thì đôi khi mình sẽ sử dụng những cây này để tăng tốc độ vẽ của mình lên rất là nhiều. Ví dụ như mình vẽ cả một căn nhà toàn là gỗ thì không thể nào mình ngồi mình vẽ từng cái một nét một được. Mình phải sử dụng những cái cây này thì cái tốc độ vẽ của mình mới nhanh được. Nè, những cái bề mặt này nó không quan trọng. Thôi, ra cái miếng gỗ rồi còn gì nữa, đúng không? Thì đây là brush texture. Rồi ok, sau khi brush texture thì sau này mình sẽ có những video làm rõ những cái vấn đề như thế này. Nhưng bây giờ thì chúng ta nói rất dạng phổ quát đã. Phổ quát, nói sơ sơ, nói chung chung về nó. Như brush, ví dụ brush nhám như thế này, sử dụng rất là nhiều luôn. Nó ví dụ vẽ một bức tường mà có chất liệu nhám ấy, rất là khỏe luôn á. Nó đẹp, đúng không? Đâu phải là không đẹp đâu. It's beautiful, it's beautiful. Rồi cái cây, ví dụ như cây này ha,
khi các bạn vẽ những cái phần cỏ là những cái bụi cây hay khu rừng phía xa, những cây này support cho mình rất là nhiều, texture hay là bề mặt cỏ ứng dụng rất là nhiều nha. Các bạn hãy lưu ý cho mình để các bạn thử bắt đầu ứng dụng thử xem sao, bắt đầu mình làm quen dần ha. Rồi cái phần thứ 6 các bạn phải quan tâm, thứ 6 đó là brush. Theo mình khi mình định nghĩa nó thì mình hay gọi nó là brush tốc độ đi, hay là brush thiên nhiên đi, brush tốc độ, mình nghĩa là brush tốc độ đi, bởi vì nó sẽ bớt cho mình rất là nhiều thời gian. Tốc độ là giống như thế nào? Đây loại như chúng ta có những brush dạng lá nha. Chúng ta chỉ cần đánh một vài nét là chúng ta có một cả một cái lá. Ví dụ như thế này. Đó. Chúng ta chỉ cần đánh cơ bản rồi sau đó chúng ta nhấn lớp trên lớp dưới, vậy là mình đã có một cái bụi cây rồi. Cái cây này thì nó sẽ đỡ chúng ta rất nhiều thời gian. Thì đây là brush tốc độ ha. Đó. Rồi những cây khác ví dụ như là brush cỏ. Brush cỏ ha. Này các bạn thấy, chỉ cần sơ sơ thôi. Sơ sơ thì mình đã có một cái bãi cỏ rồi. Đây là brush cỏ, người ta hay nói là brush cỏ, brush mây, mình hay xe đó. Thì đây là thuộc brush tốc độ, nó có hình dáng sẵn thôi. Chúng ta tạo nên những hình dáng cơ bản của nó, sau rồi mình sẽ sử dụng nó để làm tăng tốc cái tốc độ vẽ của mình lên. Ví dụ như là cỏ ha, bãi cỏ. Ví dụ như là brush nào nữa ha. Chúng ta ví dụ ở đây mình có nguyên một cái tán cây chẳng hạn. Nguyên một cái tán lá luôn. Các bạn thấy không? Mà nó cũng đẹp chứ bộ, đúng không? Ok, rất tan lạ. Rồi những brush mình thì dạo này không có dùng dạng brush này nhiều nữa, bởi vì mình tự vẽ không à, mình vẽ bằng tay hết. Ví dụ như là những cái dạng dây thường xuân ha, mình có dạng dây leo thường xuân đây. Các bạn biết mình dùng ở đâu không? Đố bạn nào biết mình dùng ở đâu đó. Rồi, đâu rồi nhỉ? Cái đây. Nó đây. Mình sử dụng trong bức này. Nó đây. Cái khu vực này đây là cái đồng chí này ha. Là sáng này, là vắt sáng của mình. chứ quả thật là đây mình không tạo bằng tay hết đâu. Tất nhiên mình phải biết một dây thường xuân nó phải giống như thế nào rồi mình tạo nó mới ra, đúng không? Giờ mình muốn cái bụi này nó rậm hơn thì mình vẽ thêm thôi. Nè, giờ đâu ngồi chấm cái một, nó bớt mình rất nhiều thời gian, mình vì nó có hình thù sẵn rồi, đúng không? Rồi những cái cây khác ví dụ như là lá đi, lá xa đi nè, nhìn chấm nè. Wow, ra một cái bụi rồi, ok. Đó, thì cái mục thứ 6 là cái mục brush tốc độ như vậy. Rồi ok, thì cái bài chia sẻ của mình hôm nay tới đây thôi. Chúng ta có 5 mục, chúng ta sẽ dứt lại ở đây thì mình sẽ sửa lên 6 ha. Lúc nãy đến nhầm. 6 loại brush thông dụng, thứ nhất là brush để sketch, thứ hai là brush basic, thứ ba là brush để tả vẽ và đặc tả, thứ tư là brush mạng và đánh nền, và thứ năm là brush texture, thứ sáu là brush tốc độ và nó có hình dáng sẵn, ví dụ như là brush cỏ, brush gỗ, brush nước, brush mây, brush tán cây, brush nguyên một bãi cỏ, nhiều lắm luôn đó. Các bạn có thể search ví dụ trên mạng download brush tree chẳng hạn, hay là brush glass, hay là brush rock, hay là brush wool. Đó là những cái tên bằng tiếng Anh của những cái loại chất liệu, thì lập tức nó sẽ ra cực cực kỳ nhiều luôn. Đó là dạng brush tốc độ đó.
Đó. Còn mình vẫn ưu ái cho dạng brush tả vẽ và đặc tả để các bạn có vài cây brush nó quen tay và thuận tiện. Đó. Những cây brush để sketch, để mình sketch cho những bài sketch của mình. Mỗi loại thì theo mình, ví dụ brush sketch thì có khoảng 2 đến 3 cây là được rồi. Brush basic thì mình làm, mình biết đã, mình biết tới nó, sau từ từ mình đào sâu, mình tự tìm hiểu. Đó. Rồi tới brush tả vẽ, sau đó tới brush mảng nền. Thì thông thường cái quy trình của mình nó sẽ giống như thế này. Đầu tiên thì mình sử dụng brush sketch để mình sketch cho mình những cái bối cảnh, giống như là cái cạnh bên này. Mình sketch cho mình những cái bối cảnh. Rồi sau đó thì mình bắt đầu sử dụng brush mảng nền là mục số 4. Brush mảng nền, mình định hình đây mới là mảng nền thôi, đúng không? Rồi tiếp theo là mình sử dụng brush đặc tả vẽ. Đặc tả thì mình sẽ sử dụng những cây brush nó đi sâu vào tả từng chi tiết, ví dụ cái cửa hay là cái mặt đất hay là những phần đá, gỗ, reset, rồi cây lá. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng thêm một vài brush tốc độ, ví dụ mình vẽ thêm một vài cái dây thường xuân cho nó, hay là một vài dạng là bụi cỏ phía xa, tùy. Nếu mà chúng ta cảm thấy thời gian không có nhiều thì mình sẽ sử dụng. Ở đây thì mình đang phân loại cho các bạn thôi, không có nghĩa là cái nào mình cũng sử dụng hết. Ví dụ ở đây mình thêm một vài cái dây thường xuân ở những khu vực này. Đây nó leo, nó quấn ở đâu thì tùy. Ví dụ như vậy. Rồi đó là những cái rất texture nữa ha, là những phần để mình đánh mạng nền, hoặc là những phần đi vào bắt đầu giờ xử lý những cái texture phía sâu của từng cái loại chất liệu, ví dụ như ở đây là đá, từ gỗ chẳng hạn, thì tí nữa mình sử dụng texture, brush texture. Thì mình sẽ sắp xếp ở đó, mỗi loại thì mình sẽ có một số lượng nào đấy thì tùy các bạn. Theo mình thì có tầm chục cây thôi, mỗi loại tầm chục cây là hết cỡ. Thì đặc biệt những loại brush về texture và brush tốc độ thì hai loại này thì các bạn có thể tăng số lượng lên, nhưng mà theo mình á thì nó chất lượng đặt lên hàng đầu, còn cái số lượng thì hạn chế thôi. Có nghĩa là mình sẽ lọc dần và làm sao cái bộ brush nó tinh gọn và nó nhỏ nhất có thể để mình sử dụng brush làm sao cho nó nhanh, nó hiệu quả. Rồi ok, khăn cổ quá. Rồi mình dừng video ở đây. Tạm biệt mọi người, chúng ta sẽ gặp nhau trong một video tiếp theo. Rồi đau cổ quá, bye bye.